Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên video clip của Hai Bánh .vn. Tính tới thời điểm hiện tại thì chúng ta đã chịu cách ly xã hội lên đến 21 ngày do dịch bệnh Covid-19 gây ra rồi. Và đối với cộng đồng chơi xe công tay ở Việt Nam thì cũng một lần nữa dấy lên việc Accenter 155/2020 sẽ được ra mắt với một diện mạo mới hoàn toàn, thiết kế hầm hố, động cơ VVA và đặc biệt là phanh ABS lên đến 2 kênh. Và những thông tin rò rỉ về chiếc Accenter 155/2020 sẽ ra mắt vào cuối năm nay có phải là sự thật hay là cũng như tin đồn về năm 2019 mà chúng ta vừa trải qua? Và bây giờ, trước khi bước vào video, tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng video này Huy chỉ dựa trên những phỏng đoán thực tế có xác suất cao mà thôi. Và bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu vào video thôi nào. Ai hồi cháu theo học trường nào đây? Vào cuối năm 2019, Honda đã khiến người hâm mộ Winner phải háo hức khi ra mắt Honda Winner X với sự thay đổi mạnh mẽ về ngoại hình, đặc biệt là hệ thống đèn pha được dời xuống mặt nạ rất là đẹp như các bạn. Bên cạnh đó thì có một phanh ABS một kênh rất là an toàn ở cho bánh lái trước. Tuy nhiên, ngay lúc này thì các fan của Yamaha vẫn mong chờ một điều gì đó từ Accenter 155/2019 sẽ xuất hiện cùng thời điểm với Winner X, bởi vì các anh em đều tin rằng cứ chu kỳ 4 năm thì diện mạo của Accenter sẽ được thay đổi một lần. Huy cũng là một fan của Yamaha và lúc đó thì Huy cũng rất thất vọng bởi vì Yamaha không ra một chiếc Accenter 155 nào cả, là thay vào đó là chỉ cập nhật màu sắc và bộ tem mới cho Accenter 150 mà thôi. Lúc đó nhiều bạn có xấu tính mà la làng rằng Accenter 150 chuẩn bị chết tại thị trường Việt Nam rồi, Winner X chuẩn bị giết Accenter 150 rồi, phán như đúng rồi luôn các bạn. Tại một sự kiện vừa diễn ra gần đây thì Yamaha Motor Việt Nam đã hé lộ rằng họ sẽ giao cho ra mắt 3 mẫu xe hoàn toàn mới trong năm nay, và trong đó sẽ có 2 mẫu xe dành cho nam giới và 1 mẫu xe dành cho đối tượng chung. Và Huy dự đoán rằng một trong 2 mẫu xe mà dành cho đối tượng nam giới sẽ là Accenter 155 hoàn toàn mới. Các bạn thử nghĩ thử xem, đối với hãng Yamaha thì Accenter như là một con gà mái vàng đẻ trứng vàng vậy đó. Nhớ lại năm 2017 thì Yamaha cũng đã lập kỷ lục thế giới là bán 1 triệu chiếc Accenter tại Việt Nam. Và bởi vậy họ hiểu được chúng ta cần gì, đó chính là cần sự thay đổi. Chính vì vậy Huy tin chắc rằng trong thời gian tới Accenter 155/2020 sẽ xuất hiện. Tất nhiên, Accenter 155/2020 phải có sự khác biệt hoàn toàn, đặc biệt là thiết kế phải hầm hố và thể thao hơn nhiều. Ban đầu thì nhiều người nghĩ rằng thiết kế của Accenter 155/2020 phải tựa như Winner X, là đèn pha phải được đặt xuống phía dưới mặt nạ. Tuy nhiên, dường như Huy thấy thiết kế này không được anh em hưởng ứng và đánh giá cao cho lắm. Chắc có thể Yamaha sẽ giữ nguyên thiết kế cũ, đó chính là đặt đèn pha ở vị trí ghi đông và thay vào đó là những thiết kế gọi là táo bạo hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều mà Huy cũng như mọi người quan tâm tiếp theo cho Accenter 155/2020 đó chính là phanh ABS. Đây là một niềm tự hào đối với Winner X và cũng là một chức năng gọi là an toàn khi chúng ta di chuyển trên đường. Thật sự Huy cũng không biết là Yamaha sẽ trang bị cho Accenter 155/2020 là ABS một kênh hay hai kênh. Nếu một kênh thì nó sẽ như là Winner X, tiết kiệm chi phí và có giá tốt hơn rất là nhiều. Tiếp đến là công nghệ VVA dựa trên nền tảng SOHC với dung tích 155cc và hộp số 6 cấp. Huy tin rằng Yamaha sẽ dựa trên nền tảng của động cơ trên để gắn cho Accenter 155/2020 chứ không phải là DOHC như mọi người đang kỳ vọng. Nói đến đây thì có lẽ các bạn sẽ hỏi Huy là tại sao Huy lại chắc chắn như vậy. Các bạn có thể thấy rõ là những mẫu xe côn tay ở phần khúc 150cc mà Yamaha vừa ra mắt cách đây không lâu như là R15V3, MT15 hoặc là SXR155, tất cả đều sử dụng động cơ trên nền tảng là SOHC. Thật sự Huy cũng đang suy nghĩ rằng không biết là có khi nào Yamaha gác luôn cục máy của R15 qua cho Accenter 155 hay không. Nếu như vậy thật sự rất thú vị nha các bạn. Tuy nhiên thì Yamaha cũng phải điều chỉnh lại một chút những thông số chi tiết nhỏ để phù hợp với một mẫu xe Underbond đường phố. Và nếu thật sự như vậy thì nó rất là kích thích luôn. Mỗi xe nó sẽ có những điểm mạnh khác nhau và người mua cũng có những sở thích riêng của họ. Huống chi Accenter 155 là một mẫu xe Underbond và những chiếc kia lại là sport bike, naked bike, chẳng liên quan gì cả, nên Huy nghĩ là chẳng có gì đáng lo ngại đâu các bạn. Nói nãy giờ thì cũng đã rồi và bây giờ Huy chỉ mong Accenter 155/2020 sẽ sớm ra mắt để Huy được cận cảnh review chi tiết hơn cho các bạn xem. Và bây giờ chỉ biết lót dép hóng để xem Yamaha Motor Việt Nam sẽ có câu trả lời như thế nào và nó sẽ rõ nhất vào tháng 8 năm nay. Nếu các bạn có muốn đóng góp ý kiến hãy comment bên dưới để chủ đề trở thêm sôi động hơn. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye.
We'll be right back.